Điểm cao 601, di tích lịch sử cách mạng. Di tích lịch sử, điểm cao 601. Trong kháng chiến chống Mỹ, điểm cao 601 là một chốt điểm quân sự quan trọng của địch trong hệ thống vành đai phòng thủ bảo vệ thị xã Kon Tum và đường 14 con đường huyết mạch chi viện cho chiến trường Bắc Tây Nguyên. Tại đây, địch bố trí trận địa pháo binh và xe tăng trên hai mỏm đồi hình yên ngựa. Phía Bắc có đồn bảo an số 23 Hà Mòn đóng giữ, có xe thiết giáp tăng cường. Phía Nam có sở chỉ huy lữ đoàn 3 trận địa pháo lớn, xe tăng, xe bọc thép chốt giữ. Ngoài ra còn có các trận địa pháo, đồn bảo an ở Con Trang, Cà Lạ, Bãi Ủi, Bắc thị xã Kon Tum sẵn sàng yểm trợ cho điểm cao 601 khi bị ta tấn công. Nhận rõ vị trí chiến lược quân sự quan trọng của điểm cao 601, ta quyết tâm đánh chiếm địch cũng bằng mọi cách cố thủ. Sau nhiều trận đánh quyết liệt, đến ngày 10 tháng 11 tháng 4 năm 1972, ta đã làm chủ điểm cao 601. Diệt gọn hai chi đội thiết giáp, một đoàn xe tăng, phá hủy 28 xe quân sự, 14 xe tăng thiết giáp M113, 14 xe vận tải. Diệt gọn hai đài đội dù và sở chỉ huy lữ đoàn 3, diệt hơn 130 tên địch. Diệt gọn một trung đội bảo an, đánh thiệt hại trận địa súng cối, bắn rơi hai máy bay, phá hủy hai khẩu cối 106,7 ly. Thu hơn 15 súng các loại, phá hủy 72 tấn hàng. Cắt đứt chi viện của địch trên quốc lộ 14, có phần quan trọng vào chiến dịch giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh 24 tháng 4 1972. Sau hiệp định Paris 27 tháng 1 1973, tại đây đã diễn ra nhiều cuộc đấu tranh chính trị gay gắt, quyết liệt, kết hợp với đấu tranh vũ trang để giành từng tấc đất, buộc địch phải thi hành nghiêm chỉnh hiệp định. Ta vẫn hoàn toàn làm chủ điểm cao 601, giữ vững vùng giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh, kiểm soát được khu vực vùng ven thị xã, tiến đến giải phóng hoàn toàn tỉnh Kon Tum vào mùa xuân 1975. Di tích này không có gì cả, không có nhiều, rất là nhỏ, chỉ ngắn gọn trong cái khuôn viên tầm 20 mét, 40 mét, nhân 40 nhân 40. Di tích lịch sử, điểm cao 601. Đây là đường quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh. Bây giờ mình sẽ đi tới căn cứ Charlie, đồi Charlie. Đây rẽ phải sẽ đi về phía căn cứ Kon Tum. Rẽ trái. Thank you.